ba vị đã làm gì để duy trì tình yêu với nghề? Trước tiên thì tôi xin được muốn nghe ý kiến từ ông Lê Hòa Hiệp đó. Xin mời ông. Chào quý vị và các bạn, tôi Lê Hoài Hiệp đến từ công ty du lịch Hai Travel. Tôi như MC mới vừa giới thiệu thì quý vị và các bạn đã thấy được rằng là gần đây nhất là Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh công bố là có 171 công ty đã rời khỏi thị trường. Đó là cái điều mà thực sự ra trong nghề của chúng tôi đó là một sự đau đáu. Chúng tôi nghĩ rằng đó là một một cái nỗi buồn trong cái mùa dịch này. Và có một điều rằng á, là quý vị và các bạn có thể thấy được rằng là tất cả mọi người từ lãnh đạo cho đến nhân viên, từ sales điều hành cho đến hướng dẫn viên, tất cả mọi người ở trong ngành du lịch này đang phải tìm một cái hướng nữa để các bạn đó có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Có thể chúng ta nhìn thấy được có một vị chủ tịch nào đó, một vị giám đốc nào đó chạy shipper, gần đây báo đài có đăng. Có thể chúng ta sẽ thấy được rằng là có những công ty họ sẽ chuyển đổi hoặc là họ thêm ngành nghề họ kinh doanh, ví dụ như rằng là kinh doanh du lịch thì vẫn còn đó, nhưng họ sẽ mở thêm một ngành, ví dụ như rằng là sản xuất khẩu trang, hoặc là có thể là họ sẽ nhập khẩu những cái hàng từ đối tác ở bên nước ngoài chuyển về, và nhân viên của họ sẽ có nhiệm vụ là bán những cái sản phẩm đó online hoặc là bán trực tiếp. Tôi nghĩ rằng là tất cả mọi việc đó rất là ok, bình thường mà quý vị các bạn nhỉ. Tất cả chúng ta phải 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 vượt qua cái khoảng thời gian khó khăn này thôi. Còn đối với lại công ty tôi thì Du lịch Hai Travel gần đây cũng có một cái mảng kinh doanh kế tiếp nữa, đó chính là Hai Furniture, là chúng tôi kinh doanh đồ nhập khẩu từ Nhật Bản trang trí nội thất để chúng tôi lay lắt qua ngày, gọi là lay lắt qua ngày. Rồi chúng tôi lấy ngắn nuôi dài, cái ngày dài đó chính là cái nghề du lịch của chúng ta, và chúng tôi phải giữ vững được phong độ trong cái nghề du lịch này. Thì muốn được cái dài đó, sự phong độ đó trong ngành du lịch thì chúng tôi phải có một cái ngành kinh tế khác để chúng tôi bổ trợ cho nó. Đó chính là một cái ngành nữa mà chúng tôi chọn là hàng, cùng với là đẳng cấp của chúng tôi phục vụ cho khách là hàng cao cấp, đó chính là nhập khẩu từ Nhật Bản về hàng furniture. Thì theo là một giảng viên đứng lớp thì tôi nhìn thấy các bạn sinh viên á, cũng giống như rằng là các bạn mà đang làm trong nghề du lịch, các bạn làm thêm những công việc mà nếu mà chúng ta bình thường lúc đầu chúng tôi sẽ nhìn thấy được rằng là đó là một sự nỗi buồn, nhưng mà sau đó tôi thấy rằng là đó là bình thường thôi. Các bạn có thể là chạy Grab này, các bạn có thể là làm shipper này, các bạn có thể rằng là bán hàng online, các bạn có thể rằng là bán hàng bất động sản hoặc là bảo hiểm. Tất cả mọi việc rất là tuyệt vời các bạn nha. Tất cả các bạn đang làm một công việc mà bản thân tôi thấy các bạn đang làm một công việc với một cái đồng lương, một đồng tiền các bạn thu nhập rất là chính đáng. Đó là sự tuyệt vời của chúng ta mà. Vậy cho nên tôi rất là welcome cái điều này. Tôi nghĩ rằng là đó là rất hay. Và các bạn cũng có đặt câu hỏi cho tôi rằng là thầy ơi, nếu mà em đang học năm 2 mà em 3 năm nữa em ra trường á, thì em không biết rằng là em phải có việc làm hay không trong ngành du lịch này, rồi cạnh tranh vậy là các anh chị đã từng làm du lịch thì sao? Thì tôi nghĩ rằng á, là không không sao cả các bạn nhé, tất cả đều là không sao, bởi vì các anh chị đó hiện tại bây giờ đang chuyển đổi thêm hoặc là chuyển đổi ngành nghề, thì đôi khi rằng là 2-3 năm nữa đó thì các anh chị sẽ dừng dừng ngành du lịch luôn, các anh chị đó chọn một cái ngành mới luôn, cũng có thể các anh chị trở lại, mà các anh chị trở lại thì các anh chị đã có một cái nền tảng sẵn rồi, thì các bạn đang là sinh viên thì chắc chắn một điều các bạn phải thật cố gắng hơn. Cố gắng một hôm nay thì có nghĩa rằng là ngày mai các bạn phải cố gắng 2-3, để khi 3 năm sau các bạn ra trường, các bạn phải là những người giỏi ở trong ngành của chúng ta chọn. Khi các bạn giỏi rồi thì ở bất kỳ một môi trường nào, kinh doanh nào hay làm việc gì, các bạn cũng không ngại bất kỳ một điều gì nhé. Vậy cho nên đó là dù rằng là năm 2, năm nhất, năm 3, năm 4 và năm nào cũng vậy, các bạn đều là những người tuyệt vời trong ngành của chúng ta. Và tôi không khẳng định rằng là khi các bạn ra trường làm bất kỳ một ngành nghề nào, không chỉ ngành du lịch hiện tại bây giờ gặp khó đâu, rất là nhiều những ngành nghề khó khăn nữa, thì chúng ta phải biết vượt qua đó, chúng ta lấy cái nguy, chúng ta tận dụng cái nguy đó để chúng ta làm cơ hội cho mình. Cơ hội của các bạn là cái gì? Là các bạn phải biết đầu tư thời gian,
công sức của mình, việc học hành cho mình, đầu tư kiến thức cho chúng ta để chúng ta có một cái sự chuẩn mực, một sự chuyên nghiệp trong công việc của chúng ta sẽ chọn và chúng ta sẽ đi trong thời gian cả đời, có khả năng cả đời của mình trong thời gian sau này các bạn nhé. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của ông. Rõ ràng thì để tồn tại trong cái thời điểm khó khăn do dịch Covid như hiện nay thì bên cần phải mở ra những cái lĩnh vực kinh doanh mới để duy trì cuộc sống, thì cái việc mà tham gia giảng dạy để thứ nhất là truyền tải những cái niềm đam mê tới các bạn trẻ thì đó cũng là một cái tiếp lửa cho những người yêu du lịch, trong đó có quý vị. Thế còn đối với bà Yến Ly thì như thế nào ạ? Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi buổi tọa đàm nho nhỏ ngày hôm nay. Trước hết là xin cảm ơn bạn Nam của và báo Sài Gòn Tiếp Thị cùng với lại ekip thực hiện chương trình ngày hôm nay đã có một cái sáng kiến khá là thú vị để ít nhất là chúng tôi, anh em đồng nghiệp ở trong ngành du lịch có một cái khoảng thời gian nho nhỏ check-in giữa mùa du lịch, giữa mùa Covid và được gặp nhau để mà chia sẻ những cái tâm tình trong ngành du lịch, chia sẻ những cái tâm huyết và có những cái suy nghĩ để định hướng cho nghề nghiệp của mình trong tương lai. Thì thú vị, thực sự là thú vị đó, cảm ơn Nam. Và thực ra thì xin chia sẻ với quý vị là từ năm tôi ra trường vào năm 1991 là tôi đã làm trong ngành du lịch cho đến bây giờ. Và hầu như là thực sự để mà nói thẳng ra là tôi không có một cái ngành nghề nào khác ngoài cái việc tôi đã làm hết mình cho ngành du lịch, từ hướng dẫn viên, điều hành tour cho đến sale khách đoàn, khách lẻ. Và gần đây nhất là tôi tham gia vào việc thiết kế các cái sản phẩm du lịch, trước tiên là các sản phẩm du lịch dành cho khách quốc tế, sau đó thì bây giờ mở rộng ra là các cái sản phẩm du lịch dành cho khách Việt Nam đi tại Việt Nam của mình. Thì khi mà xảy ra cái dịch Covid này thì quả thiệt là ngỡ ngàng, bởi vì thực ra đã làm lâu trong ngành du lịch thì ngành du lịch là một cái ngành khá là dễ bị tổn thương bởi thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh, vân vân. Nhưng mà cái dịch bệnh lần này nó kéo dài như vậy, nó gây một cái ảnh hưởng quá là trầm trọng với lại ngành du lịch và một số ngành nghề khác. Nhưng mà cái niềm đam mê du lịch của tôi thì tôi nghĩ rằng là nó vẫn còn nguyên ở đó. Và tôi luôn luôn lạc quan rằng sau cơn mưa thì trời lại sáng, và ngày mai luôn luôn là một ngày khác. Và chúng ta phải xác định rõ ràng rằng bây giờ qua các cái mùa dịch bệnh vừa qua, chúng ta thấy rõ ràng chúng ta sẽ phải xảy ra trong một cái tình trạng là bình thường mới như chính phủ đã nói, và chúng ta phải sống chung với dịch bệnh. Không có dịch bệnh này cũng có thể có những cái rủi ro khác. Như vậy thì chúng ta cũng vẫn phải nuôi dưỡng cái niềm đam mê, cái tình yêu du lịch mà tôi đã có từ hồi từ lâu rồi, và tôi vẫn muốn truyền lửa đó đến cho các bạn trẻ. Thì xin chia sẻ với các bạn là riêng bản thân tôi thì ngoài cái việc là vẫn phải đi khảo sát, kiểm tra rồi tìm dữ liệu thông tin để xây dựng các cái sản phẩm mới, và luôn luôn cái việc đó là phải đổi mới và phải tìm hiểu và rất là mất thời gian, thì đó là cái việc chuyên môn. Nhưng mà từ trước dịch Covid, sau khi nghiên cứu cái sản phẩm mới đó là cái sản phẩm du lịch sức khỏe, và tôi cũng có được hân hạnh là gặp gỡ với lại một số các anh chị chuyên gia, bác sĩ nha khoa của cái nhóm du lịch nha khoa. Sau đó thì tôi bị cuốn hút vào cái việc du lịch y tế, và tôi có tìm hiểu thì tôi thấy rằng cái việc là du lịch, cái y học cổ truyền của Việt Nam á, nó sẽ phù hợp cho cái du lịch, nó gắn kết gần gũi hơn với du lịch. Vì vậy, vì tâm huyết với cái dự án du lịch sức khỏe đó thì trước năm 2019 thì đến năm 2019 cuối năm thì bị dịch bệnh, thì quả thật nguyên một cái năm 2020 thì tôi bị cuốn hút vào cái việc của mình và để xây dựng cái dự án du lịch sức khỏe đó. Thì tôi cũng đã khá bận rộn ngoài cái công việc chuyên môn là thiết kế sản phẩm du lịch, nhưng mà sau trong quá trình đó thì khi mà nhìn lại các bạn bè đồng nghiệp của mình, thật sự là muốn rớt nước mắt, là thấy ngành du lịch nó dễ tổn thương đến như vậy. Là bởi vì các bạn ngay lập tức khi mà xảy ra các cái dịch bệnh là cái ngành du lịch, là các bạn
nhân sự, nhân lực ở trong ngành du lịch đó nó bị mong manh hơn các ngành khác rất nhiều. À, tôi cứ đau đáu hoài không hiểu là sao, và cứ thấy các bạn đi làm những cái ngành nghề khác như anh Hiệp có chia sẻ là không sao vì miếng cơm manh áo, nhưng mà như vậy thì kiến thức về ngành du lịch và tất cả những cái niềm đam mê từ từ nó sẽ bị rơi rớt đi bởi vì cái việc kiếm tiền. Thì cái đó không sao, cái đó vì cuộc sống chúng ta phải làm. Nhưng mà vì như vậy nên là tôi liên tục làm những cái việc nho nhỏ như thế này, có nghĩa là tạo ra những cái sân chơi cho hướng dẫn viên liên tục, hoặc là dẫn viên, hoặc là các bạn mà tham gia trong ngành du lịch, là tôi cứ khuyến khích rằng các bạn sẽ cứ vẫn cứ đi làm cái công việc để kiếm tiền của mình, nhưng ít nhất trong một tuần, một tháng các bạn sẽ gặp nhau để chia sẻ những cái kiến thức về du lịch, tập lại thuyết minh điểm đến, hay là xây dựng những kỹ năng mà các bạn chắc chắn là trong ngành du lịch khi mà làm thì các bạn sẽ thiếu sót. Chẳng hạn ví dụ như hướng dẫn viên thì đi với khách nước ngoài, chúng ta trau dồi ngoại ngữ, lịch sử, văn hóa, vân vân. Nhưng những kiến thức để các bạn bán hàng online ra các bạn sẽ bị gãy liền. Như vậy thì các bạn sẽ cần phải có những cái kỹ năng. Và tôi đã tham gia và mời rất là nhiều cái thầy mà cũng rất là tâm huyết, hoặc là cũng để mình chẳng hạn, thì các thầy đã dạy với một cái chi phí rất rẻ hoặc thậm chí miễn phí, để dạy cho các bạn các lớp là kỹ năng bán hàng online, hoặc là digital marketing, hoặc là kỹ thuật thực chiến khởi nghiệp. Thì tôi cũng nói rõ với các bạn rằng mặc dù cái kiến thức đó là để cho các bạn đi ra đời, là để chúng ta có thể là bổ sung vào kiến thức chúng ta kiếm tiền ngay trước mắt, nhưng mà khi du lịch quay trở lại, những cái kiến thức digital marketing hay những kiến thức bán hàng vân vân đó vẫn là những cái trang bị, những cái hành trang tiếp tục cho các bạn. Đó là thực sự cái tâm huyết của tôi. Và khi được tham gia cùng với các bạn đó, thì tôi lại hào hứng trở lại và cái hành trình làm tiếp tục cái dự án của tôi, cũng như là các cái việc thiết kế sản phẩm của tôi lại càng hào hứng hơn. Tôi cũng tự động, không được giống như anh Hiệp là làm một cách chuyên môn, rất là có nghiệp vụ, là dạy ở trong các trường đại học. Thì tôi cũng mời các bạn sinh viên và chia sẻ với các bạn sinh viên những cái kỹ năng mềm trong ngành du lịch của mình hoàn toàn miễn phí, để tạo cho các bạn thấy rằng là chúng ta còn có một cái tương lai phía trước để chúng ta học tập và chúng ta chuẩn bị cho một cái tương lai là du lịch chắc chắn sẽ quay trở lại. Bao giờ cũng vậy, thế giới không cần phải lạc quan, là nó sẽ có chu kỳ hình sin đi lên đi xuống là chuyện bình thường. Vâng, xin cảm ơn bà. Đó là cách để duy trì tình yêu với du lịch trong thời điểm hoạt động du lịch đang bị khựng lại do Covid, và cũng thông qua những cái cách làm của bà Yến Ly thì cũng góp phần giúp cho các bạn trẻ, những người mà đam mê và yêu du lịch có được một cái nhìn, đồng thời rằng là họ trong cái thời điểm hiện nay thì họ cũng sẽ qua những cái buổi mà chia sẻ hoặc là những cái kinh nghiệm về bán hàng online trực tuyến, thì cũng một phần nào đó giúp cho các bạn có thể trang trải hoặc là tìm cách, tìm cái lối đi để mà duy trì cuộc sống hiện tại bên cạnh tình yêu đam mê giữ lửa. Thế còn đối với ông Phan Xuân Anh thì với gần 40 năm hoạt động trong lĩnh vực du lịch thì chắc là ông sẽ có cái cách khác để mà duy trì tình yêu với nghề. Xin mời ông chia sẻ. Xin chào quý vị, xin chào quý đồng nghiệp. Chào, trước hết là xin cảm ơn anh Nam và cảm ơn quý báo có tổ chức được cái buổi tọa đàm hôm nay để cho một số những người chuyên về cái ngành du lịch nói chuyện với nhau. Tôi thì làm du lịch nó cũng lâu rồi, từ những năm 86 đến giờ rồi. Thì tôi thật sự mà nói, tôi có tất cả hiện nay cũng nhờ ngành du lịch. Nói cho nó rõ luôn như vậy đó, nói cho nó rõ luôn. Cho nên không có bỏ được đâu, tôi không bỏ được đâu. Dĩ nhiên là tôi có một thời gian tôi đi học ở Mỹ về thạc sĩ quản trị kinh doanh, thì thầy tôi dạy rằng là đừng bao giờ để hết trứng vô một rổ. Cho nên khi về nước á, là tôi tổ chức nhiều lắm. Tôi tổ chức, tôi đầu tư vào khu nghỉ mát, tôi đầu tư vào công ty lữ hành, tôi đầu tư vào đoàn xe du lịch, tôi đầu tư về đoàn vào công ty kayak. Tôi làm nhiều món lắm vì tôi sợ rằng là để trứng vô một rổ. Và tôi đã vượt qua cái cuộc, đặc biệt là cái cuộc mà khủng hoảng kinh tế có một thời kỳ đó, mà nó xuống không ai du lịch nữa, vượt qua được cái SARS trận đầu tiên đó ở Hồng Kông, vượt được, cứ nghĩ là như thế là ok. Nhưng công nhân không ngờ cái trận này phải nói rằng là trứng bể tơ. Công nhận rổ nó cũng bể. Bởi vì sao?
trước khi mà có cái vụ giãn cách đó, làm ăn được, còn được lắm. Tôi giãn cách một phát rồi tôi thua luôn, coi như đứng bánh luôn từ gần một từ một tháng nay. Nhưng các bạn nhớ một điều rằng là như chị Yến Ly, như anh Hiệp cũng có nói rằng là nó như hình sin mà nó lê lê xuống xuống. Mà riêng mà nhu cầu du lịch là cái nhu cầu phải có. Bởi vì sao? Bởi vì sao? Người ở thành phố không gian nó hẹp, nó không có rộng rãi, con người cần cái không gian thoáng mát hơn, đồng quê, sông nước. Thì làm gì cũng sao mà hết dịch một cái là đi liền à. Vì kinh nghiệm tôi thấy những cái khu nghỉ mát của tôi ở Mekong với cá bè đó, là cứ có dịch họ cũng xuống, họ xuống họ trốn dịch. Mà rồi xong dịch cái là họ đi liền tức khắc. Đến nỗi mà cũng nói thiệt các bạn là chơi không dám chơi không. Ngày xưa cái khu nghỉ mát của tôi có 10, để chỗ có 10 cái xe hơi à. Tại vì dịch tôi quất liền là 40 chỗ. Bởi vì sao? Họ đi xe con, cái hai vợ chồng với đứa con họ đi, cho nên không có chỗ đậu xe. Thì không có, ủa dịch mà phải đầu tư tại vì có 10 chỗ làm sao đậu. Tôi phải mở rộng luôn là 40 chỗ luôn, là tôi ví dụ như vậy. Hay là ví dụ như là dưới kinh như là Thiện Hà cũng vậy nữa, dịch nhưng mà họ đi 4 người 6 người họ đi đông lắm, vì vì mình không ngồi đông được thì lại được. Nhưng mà thật tình ra mà nói như tôi, các bạn biết không, tôi không có thời gian rảnh các bạn. Tôi thật sự không có thời gian rảnh mùa Covid, nhưng mà tôi không bao giờ rảnh được, là vì từ buổi sáng bắt đầu 6 giờ là tôi đã ngồi thiết viết một số tour về và kỹ thuật sale rồi. Bắt đầu 7 giờ là tôi đã chuyển đi cho nhân viên sale và nói chuyện với khoảng 30 phút để cách bán những cái tour dưới kênh du lịch đã sao, cách bán các cái tour cho khách nước ngoài là sao. Tôi cứ nói chuyện với họ trong vòng đúng một tiếng đồng hồ thôi là xong cái chuyện sale đó. Rồi qua chuyện khác là bắt đầu đọc. À, các bạn biết không, nói đi nói lại nó rất là buồn cười. Tại sao mà tôi không có thời gian rảnh được? Là vì tôi người tiết kiệm lắm. Tôi biết Covid nó trục trặc, cho nên là tôi cứ bảo nhân viên tôi là chuyển toàn bộ những cái bóng đèn LED này nè, bóng LED này, toàn bộ LED cứ hư là chuyển hết cho tôi. Rồi tôi đến chỗ nào mà ai bỏ LED là tôi xin, là tôi ngồi tôi chuyển đổi lại cái LED, là sử dụng lại bình thường trở lại. Thành ra nó không còn thời giờ nữa. Một cái LED mua ngoài 40 ngàn, tôi làm lại 10 ngàn nguyên liệu thôi. Anh ngồi suốt ngày là thành ra là như nguyên cái khu nghỉ mát Mekong của tôi đó, là từ 7 năm nay mà mở ra là chỉ xài LED của tôi thôi. Cái hơi cái nào tôi sửa lại là xài nguyên 1-2 năm rồi là sửa y chang vậy, không hề bỏ gì ra môi trường hết. Thành ra nó suốt ngày. Hay là ví dụ như là tôi ngồi suy nghĩ, nước sông Mekong nó lên lên xuống xuống cả ngày, tại sao chúng ta không cái dùng máy bơm chi vậy? Tôi suy nghĩ, tôi lên mạng tôi đọc, à thế là có cái ram pump. Cái ram pump là cái bơm ram, là gì? Chờ nước thủy triều nó lên, cái nó đẩy vô cái tự nhiên nó đẩy nước, nó kích nước từ dưới này lên trên cao 20 mét luôn. Thế là tự động trước chuyển vào, mà chúng tôi nước tưới nước toàn bộ resort bằng cái đó. Thế là đó là thành ra những câu chuyện tôi kể cho du khách. Họ không tin, họ nói trời ơi, ông chủ có tiền vậy mà cũng ngồi sửa từng cái bóng đèn và cũng kiếm từng cái giọt nước. Nhưng nó là sự thật đó các bạn, và nó đã tạo ra một sản phẩm và câu chuyện cho du khách khi họ đến đó. Ở đây là chúng tôi để câu chuyện, một mặt là mặt kinh tế để giúp cho chúng tôi tiết kiệm, nhưng mặt đó là mặt về môi trường và giúp cho người khách họ không ngờ họ đến một cái khu lại có chuyện như vậy. Hay là ví dụ như là các bạn biết không, khi Covid một cái là tôi biết bà con sẽ làm gì, sức khỏe, nghĩ ngay về sức khỏe, nghĩ ngay về gia đình, điện thoại hỏi ba ơi, ba mẹ ơi, chị ơi có khỏe không, thì họ lo lắm, họ thương gia đình hơn nhiều. Bởi vì họ nhìn đến thế giới là gì, có những người thân mới nói chuyện ngày hôm trước, ngày hôm sau là đi tút mắt rồi, không thấy nữa. Cho nên cái tình gia đình nó phát triển và họ nghĩ đến điều đó, chắc chắn họ nghĩ đến cái chuyện là sức khỏe. Cho nên tôi mới nghĩ chuyển đổi. Thế là mấy chục phòng ngủ thì Mekong tôi đổi toàn bộ cái vòi tắm á, là tôi ngồi tôi viết tôi làm nha. Tôi đến vô tôi thợ trong chợ lớn, tôi đặt rồi mua những ống nước này kia, và đặc biệt chúng tôi có mua một cái vòi tên là vòi tắm nano của Nhật, đổi hết toàn bộ hệ thống. Đến chi vậy, ông bà mà vô cái phòng tắm nano này, ông bà để cái vòi tắm này vào một cái là nó khác hẳn với mọi vòi tắm ông bà đang có tại nhà đó. Thế thì chuyển đổi một cái rồi gì, dĩ nhiên là cái giá tiền mà bán cái phòng nó cũng nhích lên chút để bù cho cái nano chứ. Mà cái nano đó nó giúp cho sức khỏe của người tắm rất là tốt. Thế là chuyển đổi nhanh, không ngờ chuyển đổi lại được, bà con thích nghi. Đấy.
Hay là ví dụ như Như Lập Thị Nghè mấy năm trước, 3 năm trước là phục vụ các nước ngoài không hả? Toàn bộ thị trường nước ngoài. Vì sao? Người Việt mình họ không chịu đi. Họ không chịu đi, họ nói hôi. Còn nước ngoài nó có quan tâm. Nước ngoài là đã đi là đi. Đó là Việt Nam là đi qua cho hết. Nhưng mà đùng một cái bị Covid thì làm gì còn nước ngoài nữa đâu. Tôi chuyển luôn qua, thành ra là cái tour lãng mạn buổi chiều ngắm hoàng hôn rồi nghe nhạc này kia, ăn tối. Tôi không ngờ được bà con thành phố hỗ trợ và giúp như vậy. Tôi không tin. Trời ơi, bà con đi xuống thì đưa gia đình ăn tối, đưa gia đình đi sinh nhật, lại là thành công. Thì không ngờ mình chuyển cho người Việt mình là thành công. Cho nên cái cách làm ở du lịch đó, mình làm sao thích nghi với từng hoàn cảnh, thay đổi và tìm được một cái niche, cái dạng khách mới. Đó. Thì tôi khuyên các bạn là hãy tin đi, hãy làm đi, action, đừng có nói nhiều, hãy hành động đi. Và trước hết giãn cách cái thầu đứng luôn. Nhưng nói chung là các bạn hãy tin một điều rằng là cứ hết mưa rồi lại nắng. Riêng ngành du lịch mình là cứ sắc một cái là nó bùm vô cái lò xo nha, mạnh lắm á. Bò xo mà sức mạnh là mạnh ghê lắm á, chứ không phải là mà đơn giản đâu. Đã có một số ý như vậy thì xin các bạn.